quý vị và các bạn, hiến đất làm đường để xây dựng các tuyến đường giao thông ngày càng khang trang sạch đẹp là một việc làm hết sức ý nghĩa và phổ biến tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, mua đất rồi hiến để làm đường, một chuyện rất hiếm gặp đã lại có thực tại huyện Đạo Ai, một địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Gia đình ông Tới ở tổ dân phố 11 thị trấn Madagui mua trên 1.300 m² đất tại tuyến đường Trần Bình Trọng thuộc tổ 8 để làm đất ở và đất sản xuất. Tuy nhiên, khi nhà nước có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường Trần Bình Trọng để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội địa phương, vô hình chung, toàn bộ diện tích đất của ông Tới lại nằm trên trục đường này. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, ông Tới đã quyết định hiến toàn bộ diện tích đất của gia đình để xây dựng tuyến đường này. Xuất phát là ý đó là để mở cái đường này để cho nó thông cái tuyến mà cho nó rộng cái đường ra để cho bà con đi lại. Là sự cái chuyện có vận chuyển một cái thứ gì để xây dựng thì nó có cái đường đi nó thuận lợi, nó dễ hơn. Mà cho đến bây giờ, tức là mở từ năm 2013, mà đến bây giờ coi như được nhà nước coi như là quan tâm đến mà làm cái đường khúc đường đây này, làm đường nhựa. Nó thật nói là dân tôi ở đây cũng rất mừng. Noi gương ông Tới, hiện nay trên 150 hộ dân tại tổ dân phố 8 có diện tích đất trên tuyến đường cùng tham gia hiến hàng ngàn mét vuông đất, cây trồng trên đất để xây dựng các tuyến đường giao thông. Hộ ít thì vài chục mét vuông, hộ nhiều thì hàng trăm mét. Tất đất quý như tất vàng là vậy, nhưng với người dân ở đây, tinh thần tập thể, tinh thần vì một cộng đồng xã hội phát triển còn đáng quý hơn nhiều lần. Muốn tạo được một cái gì trong cái việc mà dân hưởng ứng thì đặc biệt là cái cán bộ là phải là người phải gương mẫu, phải tích cực và phải có những cái công việc cụ thể để thu hút được cái lòng dân thì đưa đến một cái kết quả nó cao hơn. Hiện nay thì riêng tổ 12 thì mặc dù cơ sở nhưng mà được cái là sự đoàn kết trong nội bộ và sự nhất trí từ sự chỉ đạo của cấp ủy, của chi bộ cho đến ủy ban dân thì các đoàn thể tham gia rất tích cực. Trong năm 2017, thị trấn Madagui đã xây dựng được 8 tuyến đường giao thông dẫn vào khu dân cư, khu sản xuất, với mỗi tuyến đường từ 800m đến trên 1km. Chính từ việc huy động sức dân để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng văn minh đô thị, đã tạo cho diện mạo mới khởi sắc hơn cho địa phương. Trước khi mà đi ký kết của các cái hộ thì ở trong tổ cái hệ thống chính trị đấy họp lại và tháo ra những các cái hộ nào mà có thể là mình xác định rằng cái hộ đó người ta khó khăn nhất thì mình đi vận động trước. Với cái cách làm đó thì nhân dân rất là ủng hộ và rất là đồng tình. Còn những cái hộ nào mà sau khi vận động rồi người ta có những cái mà ví dụ chẳng hạn như thế là cái công trình của người ta lớn quá thì người ta đòi hỏi về cái hỗ trợ. Về cái hỗ trợ thì mình lại để sau rồi mình lại tuyên truyền sau. Có nghĩa là mình thực hiện cái mưa dầm thấm lâu. Chứ không có phải là tuyên truyền một lúc, mà cũng không có phải là những cái hộ đã khó khăn rồi thì không phải là lúc nào cũng kéo nhau đến cả đoàn để đi vận động, mà phân công từng người một và đi tuyên truyền dần. Kia là thị trấn, những cái con đường rất là nhỏ, nhỏ hẹp rồi là những cái con đường rất là lầy lội. Tuy nhiên là đến thời điểm này thì hầu như đa số các tuyến đường đã được bê tông hóa, còn mở rộng hành lang rồi đèn chiếu sáng thì rất nhiều các tuyến đường rồi. Những việc làm hết sức ý nghĩa của ông Tới và hàng trăm hộ dân khác ở huyện Đạo Ai đã và đang từng ngày tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Điều này không chỉ giúp địa phương hoàn thành sớm các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng cao trong quần chúng nhân dân vì một xã hội phát triển.